Xin chào tất cả các bạn, mình là Chí Nhân, thực tập sinh marketing online tại Nhân Mỹ. Thì video này mình sẽ nêu cảm nhận 2 tháng thực tập tại công ty Nhân Mỹ. Và nếu các bạn thắc mắc tại sao tôi lại quay vòng vòng như thế này thì tôi thích. Bây giờ thì intro nè. Dường như em nói anh yêu em rồi. Quạt, 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 quạt. Hello, my name is Susie. Và như những gì mình đã nói ở đầu video, mình xin phép giới thiệu rõ hơn. Mình là Dương Chí Nhân, sinh viên năm cuối chuyên ngành Digital Marketing tại trường cao đẳng FPT. Trong cái quá trình tìm kiếm công việc thực tập thì mình đã tìm hiểu và vào công ty Nhân Mỹ để thực tập ở vị trí là thực tập sinh marketing online. Qua 2 tháng trải nghiệm thì mình thấy đây là một công ty thiên về thực chiến, làm các dự án thực tế vô cùng phù hợp với các bạn sinh viên chuyên ngành marketing như mình. Và video này không chỉ có một mình đâu, còn có bạn Tú nữa, thì mời bạn Tú nha. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Tú, đến từ trường Đại học Tài chính Marketing. Và hiện tại mình đang là thực tập sinh Marketing Online tại công ty Nhân Mỹ. Và mình rất vui khi được có mặt trong video ghế xanh tập 40 ngày hôm nay. Hello, my name is Susie. That's Susie with the Z. Về công việc hàng ngày của mình, đó là mình sẽ làm những công việc liên quan đến các trang mạng xã hội như là Facebook, Zalo và YouTube. Cụ thể là mình sẽ soạn nội dung cho bài đăng của fanpage và thiết kế hình ảnh cho bài đăng đó. Xong cùng với đó thì mình sẽ làm video sản phẩm để đăng lên kênh YouTube công ty. Về website của công ty thì mình được soạn nội dung cho một sản phẩm và SEO cho cái bài sản phẩm đó. Về công việc hàng ngày hả? Hàng ngày tôi làm gì trời? Thì cũng giống như bạn Tú đã giới thiệu, thì hàng ngày mình cũng hợp chung với team và sếp để giải quyết các khó khăn trong ngày. Rồi có những lúc mà mình nhận các dự án thực tế, ví dụ như có một lần tôi nhận cái dự án đó là gửi mail cho khách, thì tôi đã gửi đến tôi và team và 100 con người trong công ty đã gửi đến 40.000 cái mail cho khách. Phải nói là một ngày mỗi đứa gửi gần cả nghìn cái, rất là mệt đấy. Rồi có lúc mà tôi nhận chạy Google Ads, tôi và tên đó làm bay lương tài khoản của sếp rồi. Ôi, những kỷ niệm khó quên. Hello, my name is Susie. That's Susie with the Z. Và điều đặc biệt mình rất là ấn tượng không đến từ công ty mà đến từ người anh của mình, đó chính là anh Mười, giám đốc công ty. Nói về điều mà tôi ấn tượng nhất trong công ty thì chắc là sếp của tôi, đó là anh Mười. Tôi yêu quý sếp tôi lắm mọi người. Anh đã chịu đựng hơn 100 con người trong công ty này cách rất là tuyệt vời, và anh vẫn ân cần giúp đỡ từng đứa một. Thì nếu là tôi cũng không có đủ cái kiên nhẫn như thế đâu, thì cũng xin phép được gửi lời cảm ơn anh Mười đã cho tôi một cơ hội để học tập và làm việc, cũng như là có cái trải nghiệm thực tế hơn khi làm việc ở những cái công ty chứ không phải là trên ghế nhà trường. Hello, my name is Susie. That's Susie with the Z. Thiết lập chiến dịch Facebook Ads, thiết lập chiến dịch Google Ads và cùng với team của mình và những các bạn khác để hỗ trợ cho công ty mỗi khi có dự án của khách hàng. Cụ thể là tụi mình sẽ hỗ trợ lên kế hoạch và thực hiện dự án của khách hàng và đề mục tiêu mà khách hàng đặt ra. Và rất là cảm ơn người đã xem tụi em như là những người em, và tụi em cũng xem anh như là người anh của mình. Cảm ơn anh đã chỉ bảo, và không những trong công việc mà còn là những cách ứng xử, giao tiếp và cách làm việc như thế nào cho hiệu quả. Cảm ơn những chia sẻ của anh đã giúp cho em có được những kinh nghiệm mà em nghĩ là chỉ có thể thực tập tại công ty thì em mới có được. Tú lại có suy nghĩ giống tôi nè, mà tôi cũng rất thích các công việc thực tế, đi làm dự án thực tế cho người khác, tại vì mình vừa được làm thực tế, học hỏi kinh nghiệm, vừa được tiền, một công đôi chuyện, không gì mình không thích, đúng không? Thì video của hai đứa mình đến đây kết thúc rồi. Thì cảm ơn anh Mười, các bạn ở trong công ty đã hỗ trợ, giúp đỡ tụi mình thời gian qua. Mình cũng xin phép kết thúc video ngay tại đây. Bye bye mọi người. Áo anh xin chỉ đã lâu, và anh mượn cô.